bán hàng coi. Sigo mà cây giờ Sigo mà đựng ký lô. Là Sigo ngon không? Hồi bữa anh cầm mà anh ăn vô miệng mà quên chùi, người ta tưởng anh bị cái gì á. Mấy người không sao, lúc chín anh thấy ăn cũng được mà ta. Chua chứ, cái này là mình nấu đường lên. Chua vậy thì cũng làm Sigo mới ngon ha. Cây này cái dở cái nó gai dữ rồi. Nhưng mà đúng là tự nhiên ha, cái màu này ở cái Sigo này vậy mà làm bánh cũng ngon ha. Việt Nam mình thì nó xấu xấu nữa, nhiều trái mình kia đẹp chứ thấy chưa thấy trái đâu, thấy ra bông mà không thấy trái. Cây còn nhỏ quá. Cái Sigo đó. Ôi lũ luôn kìa. Thấy nó bấn không? Thiếu nước quá, khô quá. Thích cái hoa lựu nó đẹp. Hoa đỏ đẹp ha. Hoa lựu cũng là một trong cái quốc kỳ của thằng Tây Ban Nha. Trồng cái gì dendro gì banjo kim gì nó có ra bông đâu. Chắc lại không bón phân nữa. Em bón mấy phân tan chậm nó đâu ra bông đâu thôi. Chiều cao không đủ thưa ơi. Trong đây có bụi cao hơn nhưng mà nó không ra bông. Không. Phải cao nữa hả? Cao tới bằng cây này nè. Cao vậy hả? Mà phải có phân đủ. Nhưng mà cái nhìn cái này nó mát hơn là nó cao hơn nè. Cây lá nở này thì cũng ok nè. Hàng này thì hơi nắng. Chưa đủ lực thưa ơi. Cho nó ôm hết vô đây, nó bò lên đây tuốt trên đây nè là bông. Mà nó ra bông rồi là em khỏi tắt luôn. Bông suốt luôn. Sao che lại vậy? Sợ con chó hả? Con ngỗng nó ấy hết sinh nhật đó, nó nhỏ 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 mà nó rỉ hết, nó đâu ra bông nổi. Sen hoa nó bé tí rồi. Sen nhật nhỏ xíu à. Giờ sen cũng đa dạng ghê ha. Cái này cái gì vậy? Cây hoa màu vàng vàng á. Hoa đăng, mai hoa đăng. Ôi ôi, cây lài cây nắng thôi. Ôi vậy thì bữa nào làm cái tưới đi, tại vì trồng cây là cũng thấy cũng nhiều á, tâm huyết á. Thích trồng ra đẹp. Ra trái luôn kìa. Trời ơi, vậy mà có nước vô ăn cho nó đã. Buồn buồn ra hái chứ giờ đi ra chợ tốn thời gian chứ bộ. Cây dâu nhiệt đới. Cây dâu Nhật, dâu Hana gì đó. Mà em thấy nó ra nó nhạy ngòi dữ lắm mà nó không ra trái. Lá của nó luôn ha. Rồi vậy là nó có trái không ta? Hay là mình trồng ở đây nó không ra trái nổi? Em nó không, nắng quá hay sao? Anh nói thật, em không có đủ cái bề mặt, em thấy nó bị trắng trơn luôn thấy không? Nó nhiều khi nó không có đủ cái gì đó. Em thấy nó nhạy ngó dữ lắm nha, nó nhạy liên tục luôn á. Mà nó không ra trái thôi. Mới đầu em trồng có 3-4 cây mà nó ra đặc nghẹt vậy. Nhưng mà bản chất cây dâu là chịu mát. Tức là em có thể là trồng nhiệt đới nhưng em trồng qua lưới thì anh nghĩ ok hơn. Giờ em chiết ra em vô chậu bự vậy nè, trồng treo chậu. Tại nó kêu là dâu chịu nhiệt trồng nắng 100%.